Vâng thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương để lại trong mỗi người, mỗi gia đình và thân nhân các thương binh, liệt sĩ thì vẫn còn đó. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến người có công, thân nhân gia đình người có công với cách mạng. Tháng 7 về cũng là khoảng thời gian để mỗi người Việt Nam thể hiện lòng thành kính, tri ân các anh linh liệt sĩ và hướng tới các thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đặc biệt là ngày 27 tháng 7 hàng năm, cả nước lại hướng về các nghĩa trang liệt sĩ để kính dâng hương tri ân công lao to lớn của những anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập cho Tổ quốc. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là ngày mang ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam. Những ngày này, căn nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi ở huyện Đông Thành vui như Tết khi luôn có đoàn đến thăm hỏi, tặng quà mẹ. Ở tuổi 92, chân tay không còn đi lại được, nhưng mỗi lần hay tin có đoàn đến, mẹ đều vui lắm, ráng ngồi dậy trò chuyện cùng mọi người. Thì nhiều khi lâu lâu thì chính quyền địa phương cũng tới thăm, cấp trên đâu lâu lâu cũng ghé thăm như ngày lễ hoặc Tết đâu cũng tặng quà cho mẹ, đâu cũng mẹ cũng vui. Có người chăm sóc rồi quan tâm cho mẹ, mẹ cũng vui phần nào khi tuổi già với con cháu rồi cũng chăm sóc cho mẹ. Những món quà, những lời thăm hỏi, động viên của các cấp ngành là sự an ủi to lớn với những người từng đi qua cuộc chiến, trải qua những mất mát, đau thương. Hàng năm thừa quà Tết, lễ dịp, lễ đồ này kia thì nhà nước cũng quan tâm, giúp đỡ, quà tặng đồ cho gia đình nên thành ra ảnh cũng là đỡ phần nào, là dâng đi những cái nỗi buồn, vui vẻ nhờ các anh, các chị mà lại cho tặng quà thì ảnh mừng lắm. Rồi cũng cảm ơn các cấp lãnh đạo giúp đỡ, quan tâm cho khi nào mà ảnh có mất rồi thì ảnh cũng khó lòng. Rất biết cảm ơn nhà nước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang quản lý hơn 57,7 ngàn hồ sơ người có công. Mỗi năm hơn 400 tỷ đồng được sử dụng để thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ theo quy định của người có công cách mạng. Cùng với Đảng, Nhà nước, các tổ chức cá nhân tích cực chung tay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ 2012 đến nay, tỉnh đã xây dựng sửa chữa trên 2.300 căn nhà tình nghĩa cho người có công trị giá 36,7 tỷ đồng, tặng sổ tiết kiệm cho 648 gia đình với giá trị 1,7 tỷ đồng. Hiện người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống trung bình bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương, trung bình đạt tỷ lệ từ 98% trở lên. Trận Tổ quốc tiếp tục là kêu gọi vận động phối hợp với lại các tổ chức thành viên, của mặt trận tiếp tục là vận động các đoàn viên, hội viên, rồi các tầng lớp nhân dân, rồi các cái tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp tiếp tục là đóng góp công sức vào cái việc là thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo rằng là những cái mục tiêu mà tỉnh ủy đã đặt ra thì phải trong thời gian tới phải đạt, hướng tới là kỷ niệm là 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong năm 2024, tỉnh Đồng Nai ban hành nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa với mục tiêu đến tháng 4 năm 2025, người có công, gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh.